Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Tôi Ô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh ba chú vịt này, ba chú vịt con. Và chúng ta cùng nhau đi vào cái video ngày hôm nay nhé. Mình sẽ phá cách cho những cái chú vịt này. Và chú vịt đầu tiên nhỏ nhất thì cho mình sẽ sử dụng màu hồng cho nó. Đúng thật kiểu mình yêu màu hồng đấy. Màu hồng. Các chú vịt của mình cũng phải rực rỡ. Mình sẽ sử dụng màu cam để tô màu cho cái mỏ của con vịt này. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu vàng để tô màu cho con vịt tiếp theo. Và mình đã tô màu xong cho bức tranh mình chú chuột Cookie đang là nhỏ tuổi rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu của mình. Hãy để lại cho mình một like, đăng subscribe và đăng kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel Tô Màu Vẽ Tranh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tô màu cho bức tranh về baby này nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn một bức hình ở đây rồi. Và bây giờ hãy cùng tô màu cho bức tranh này bằng những trang trí màu của mình. Tiếp theo thì mình lại sử dụng một màu xanh này cho con màu xanh cho con vịt to nhất này nhé.
Và video và cái tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái màu cam này tô màu cho cái mỏ của con vịt này. Tiếp theo là cái phần chân của con vịt thì mình cũng sẽ tô màu cam nhé. Em về đây. Ok. Và video tô màu cho những chú vịt đa sắc màu của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn.